Trở thành bác sĩ nội trú của trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh luôn là một ước mơ lớn của các bạn sinh viên y cả nước. Và với mục tiêu hỗ trợ tối đa, giúp các bạn sinh viên đến gần hơn với mong ước đó, BV rất hân hạnh ra mắt khóa tổng môn 4 môn cơ sở, bao gồm giải phẫu, sinh lý, hóa sinh và y sinh học di truyền. Khóa học lần này được thiết kế với 16 video nhằm tập trung vào trọng tâm và hệ thống hóa toàn bộ kiến thức, giúp người học có thể tiếp cận được với các dạng câu hỏi thường gặp trong đề thi. Qua đó, BV hy vọng rằng khóa học lần này sẽ cung cấp cho các bạn các hành trang để giúp các bạn có thể ôn tập hiệu quả nhất trong giai đoạn này. Chúng ta sẽ đến với lại cái phân môn di truyền, khóa tổng môn di truyền. Thì khóa tổng môn di truyền chúng ta cũng sẽ gồm có 4 buổi. Buổi thứ nhất thì mình sẽ học về các bệnh sắc thể. Buổi số 2 mình sẽ ôn về bệnh di truyền đường gen. Buổi số 3 là di truyền ung thư. Và kết lại cuối cùng thì mình sẽ ôn về cái phần các kỹ thuật chẩn đoán các cái bệnh di truyền và cái bài tư vấn di truyền. Cũng giống như những cái môn học khác của khóa tổng môn 4 môn cơ sở lần này, thì chúng tôi cũng muốn đem đến các phần tổng môn di truyền những cái gì cốt lõi nhất thôi, cơ bản và trọng tâm để giúp cho các bạn có thể ôn tập nhanh chóng nhất, bởi vì chúng ta đang trong cái giai đoạn nước rút rồi. Và chúng tôi cũng muốn mang đến một cái cách trình bày đơn giản nhất có thể để các anh chị có thể đọc nhanh và không có phải có quá nhiều lăn tăn, bởi vì đây là giai đoạn ta giai đoạn cuối cùng mình nhìn lại tất cả kiến thức trước khi mình bước vào kỳ thi rồi. Do đó thì đối với lại kiến thức của cái phần di truyền thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng làm đơn giản hóa những cái chủ đề mà các anh chị sẽ cảm thấy là nó có nhiều thứ để phải nhớ. Thì một trong những cái mà mình cần đã khá là nhiều thứ để phải nhớ, nhiều cái tên gọi đó và rắc rối đó, chính là cái phần cái bệnh di truyền đơn gen. Chúng ta có rất nhiều câu hỏi ta đặt ra khi nhắc đến di truyền đơn gen. Ví dụ như một cái bệnh đó cây phá hệ nó có đặc điểm gì, rồi cái bệnh đó nó di truyền theo quy luật gì, chổi hay lạnh, rồi cái bệnh đó nó là di truyền trong nhân hay ngoài nhân, ngoài nhân là di truyền theo dòng mẹ, di truyền theo ti thể tế bào chất, rồi cái bệnh đó mình phải chẩn đoán nó làm sao, cái kỹ thuật di truyền nào, và đặc biệt là bài kỹ thuật di truyền nó cũng có nhiều cái nó lấn cấn ở chỗ đó, thì chúng tôi sẽ ôn cho các anh chị trong cái bài bệnh các cái bệnh di truyền, và sau đó mình sẽ tổng môn lại trong cái buổi thứ tư về mình sẽ so sánh các kỹ thuật di truyền để các anh chị có thể thấy được cái ưu điểm của mỗi cái và các anh chị sẽ biết được cách lựa chọn đó, hoặc là nếu nó di truyền lặn chọi rồi trong nhân ngoài nhân vậy thì nó trên nhiễm sắc thể nào, nhiễm sắc thể thường hay là nhiễm sắc thể giới tính. Vậy rõ ràng là chủ đề về bệnh đơn gen cũng là một chủ đề rất nhức nhối, nhiều cái mình phải nhớ, nhiều cái mình phải quan tâm, và nó rất là dễ lẫn lộn trong cái giai đoạn nước rút, giai đoạn ôn thi này, và đặc biệt là khi đi vào đề thi chúng ta phải đối mặt với rất nhiều những cái bài khác, chứ không chỉ riêng bài đơn gen mà cũng không phải chỉ môn di truyền mà còn những môn khác nữa, thì mình phải có cách học như thế nào, cách ôn như thế nào để nó cơ bản nhất, nó cốt lõi nhất và nó không có làm cho mọi chuyện phức tạp lên, thì chúng tôi sẽ hệ thống và làm cho mọi thứ nó đơn giản nhất với cái chủ đề bệnh đơn gen lần này. Đây, chúng ta có một số những câu hỏi thi của vấn đề về bệnh đơn gen. Một trong những cái dạng câu hỏi mà dễ nhất luôn và thường hỏi thi nhất đó là quy luật di truyền của bệnh đó là gì. Nhưng mà khổ một cái là ta rất nhiều bệnh di truyền đơn gen chứ không ít đâu. Và nếu phân ra thì cũng lại có nhiều cách phân, ví dụ di truyền chọi hay là một kiểu. Nhiễm sắc thể thường hay nhiễm sắc thể giới tính là một kiểu. Rồi trong nhân hay là di truyền ngoài nhân lại là một kiểu. Do đó nó sẽ tạo nên có sự rất là rối ren cho các anh chị. Nhưng mà chúng tôi sẽ tóm tắt cô đọng nhất có thể cho các anh chị. Thứ hai là khi mình biết được cái bệnh di truyền, ví dụ bệnh hemophilia, người ta cung cấp ta cái thông tin như thế này, và ta hỏi chúng ta là mình lựa chọn cái kỹ thuật di truyền nào để chẩn đoán cái bệnh này là tối ưu nhất, thì cái phần đó mình cũng cần phải hiểu rõ, phân biệt được rõ cái nguyên lý, cái bản chất hoạt động, cái ưu điểm, cái nhược điểm của các kỹ thuật di truyền, thì chúng tôi cũng sẽ giúp cho các anh chị so sánh được các kỹ thuật di truyền để các anh chị có thể làm được cái bài tập trong kỳ thi này một cách dễ dàng nhất có thể. Đầu tiên chúng tôi sẽ hệ thống cho các anh chị nhớ lại để các anh chị có thể gom những cái bệnh di truyền đơn gen thuộc vào từng nhóm như thế nào. Thì ở đây nó có ba chủ điểm. Đây là nhiễm sắc thể thường nè, nhiễm sắc thể giới tính nè, và cái ti thể là cái ADN vòng, là tượng trưng cho cái quy luật di truyền tế bào chất hay là quy luật di truyền theo dòng mẹ, là quy luật di truyền ngoài nhân.
Tại sao gọi là di truyền theo dòng mẹ? Bởi vì ti thể thì nằm trong tế bào chất, mà cái tế bào chất của hoại tử ban đầu á, thì thật ra nó là tế bào chất của não, của trứng. Bây giờ đối với lại cái quy luật di truyền chỉ nhiễm sắc thể thường, thì ở mỗi một cái vị trí tương ứng, ta gọi là locus, thì mình sẽ có hai cái allele, allele chọi và allele lạc. Thì đột biến một cái gen chọi sẽ tạo nên những cái bệnh di truyền đơn gen chọi. Thì nó có một loạt những cái bệnh này, à, ví dụ bệnh bất sản sụn nè, bệnh hội chứng mặt văn nè, hồng cầu hình cầu, hoặc là cái tật dính ngón thường ngón ngọn. Đối với lại những cái đột biến gen lặn thì chúng ta sẽ có trên những xét thường, nó sẽ có bệnh hồng cầu hình liền, bệnh bạch tạng, bệnh thalassemia và một loạt những cái bệnh ngừa tay sách nè. À, thì làm sao mà nhớ được? À, thứ nhất là dựa vào cái bảng này mình có thể phân loại được một cách ban đầu, sơ khởi ban đầu là cái bên đây chính là di truyền là những sự thường, và bên đây là di truyền chọi những sự thường. Còn một cách khác để các anh chị có thể nhớ được, đó là các anh chị cần phải nhớ là gen chọi đó, bản chất gen chọi là những gen quy định nên cái tính trạng về mặt cấu trúc là chủ yếu, do đó những cái bệnh lý nó cũng sẽ liên quan đến cấu trúc, ví dụ như là sụn nè, à, những cái tật thừa dính ngón nè. Còn gen lặn là gen chức năng thì nó lại thường hay liên quan đến những enzyme, những chuyển hóa nhiều hơn. Đây, những cái bệnh này, một loạt những bệnh này toàn là các cái bệnh liên quan đến chuyển hóa của tế bào không ạ. Đó là phần cái quy luật di truyền nhiễm sắc thể thường. Bên đây là bệnh di truyền chọi và đây là bệnh di truyền lặn. Tiếp theo mình đến với cái nhiễm sắc thể giới tính ha. Thì nhiễm sắc thể giới tính nó sẽ có một cái đoạn màu vàng như này nè, mình gọi đó là vùng tương đồng. Thì nếu như cái gen nó nằm trên cái vùng tương đồng này thì thật ra nó y như những sắc thể thường thôi, nó cũng sẽ tuân thủ theo quy luật của những sắc thể thường. Trong khi đó nếu nó rơi vào cái quy luật vùng không tương đồng, tức là nếu nó rơi vào trong phần màu đỏ, thì những gen này, những gen B, gen D này nó sẽ không có trên những sắc thể y đâu, hoặc là vùng màu xanh này thì nó cũng không có trên những sắc thể y. Thì đây nó có một gen chọi, mình sẽ đi cái quy luật đầu tiên, đó là di truyền chọi trên những sắc thể giới tính X. Thì có những bệnh gì? À, mình có những loạt những bệnh này. Chúng ta thường hay nhầm lẫn cái bệnh lý còi xương thiếu máu phát phá với bệnh lý bất sản sụn đó. Bất sản sụn là di truyền chọi nhưng mà nhiễm sắc thể thường. Còn còi xương thiếu máu phát phá là chọi nhưng mà trên nhiễm sắc thể giới tính X. Còn cái D nhỏ này là gen lặn nè. Như vậy thì cái nhóm mà gen lặn trên nhiễm sắc thể giới tính X thì nó có những bệnh gì? Những bệnh cũng khá là nổi tiếng, ví dụ hemophilia, mù màu đỏ lục, loạn dưỡng cơ Duchenne và thiếu máu dây sáu BD. Rồi, bây giờ mình sẽ qua cái phần mà vùng tương đồng của cả X và Y. Thì quy luật di truyền nó là như nhiễm sắc thể thường mà thôi. Thì mình có cái bệnh là loạn sản sụn. Bệnh loạn sản sụn đó, thật ra nó là bệnh di truyền chọi đó. Và nó nằm trên cái vùng tương đồng như thế này. Như vậy thật ra quy luật của nó cũng giống như là một cái bệnh di truyền chọi cho nhiễm sắc thể thường mà thôi. Đối với lại cái vùng không tương đồng của Y thì mình sẽ có cái tật túm lông ở tai và cái tật dây sừng lòng bàn tay. Và để kết lại thì mình sẽ có cái phần quy luật di truyền tế bào chất, di truyền dòng mẹ, di truyền thi thể. Thì mình có cái bệnh thoái hóa thần kinh thị giác Leber. À, như vậy các anh chị thấy là rất nhiều cái phần bệnh lý đơn gen không có đơn giản đâu, rất là nhiều. Nhưng mà câu hỏi thi thì cũng thi vào phần này cũng khá khá. Nhưng mà nó không đáng để mình sai những cái phần này. Vì những câu gì cơ bản thì mình không được phép sai. Thì chúng tôi sẽ cố gắng gom lại một cách cơ bản nhất, hệ thống nhất, liệt kê hết tất cả những cái bệnh nó thuộc vào từng nhóm để các anh chị có thể dễ dàng ôn tập lại một cách nhanh chóng nhất và không có bị nhầm lẫn trong cái giai đoạn quan trọng như thế này. Một cái vấn đề khác mà chúng ta cũng sẽ gặp một số khó khăn khi chúng ta ôn tập về cái chủ điểm di truyền đơn gen, đó là cái phần nhận ra cái quy luật di truyền trên cái cây gia hệ chúng ta. Đương nhiên là đối với nghiên cứu những cái gia hệ thì người ta chỉ tập trung đối với những cái bệnh di truyền đơn gen thôi. Còn những bệnh di truyền đa gen hoặc đa yếu tố thì cây gia hệ nó không thể đáp ứng được cái vấn đề phức tạp đó, bởi vì cây gia hệ nó chỉ là một công cụ cơ bản nhất mà thôi. Thì chúng tôi trong quá trình ôn tập, chúng tôi sẽ tổng hợp ra những cái ý chính để giúp cho anh chị có thể phân biệt được 6 cái quy luật di truyền đơn gen cơ bản nhất. Di truyền chọi những sắc thể thường, làm sao mình nhận ra nó? Cái khi quật chính đó là cái cây gia hệ nó sẽ di chuyển theo kiểu dạng dọc. Dạng dọc là như thế nào? Dạng dọc có nghĩa là ở các thế hệ đều sẽ có người bị bệnh cả. Ở đây chúng ta xét hai thế hệ thôi. Đây,
Và bởi vì nó di truyền trên chọi nhiễm sắc thể thường mà, cho nên nó không phân biệt giới tính, cả nam và nữ đều bị cả. Đối với lặn á thì nó di truyền theo dạng ngang. Dạng ngang là dạng như thế này. À, tại vì di truyền lặn nó khó khăn hơn di truyền chọi, nó cần phải có sự tổ hợp của hai alen lặn thì lúc đó mới bệnh, cho nên nó cần phải qua các thế hệ để những cái alen lặn nó gặp nhau. À, và những cái hôn nhân đồng huyết đó thì nó sẽ làm cái điều kiện thuận lợi cho những cái di truyền lặn xảy ra, và đương nhiên nó cũng sẽ không phân biệt giới tính luôn, bởi vì đây là nhiễm sắc thể thường mà. Đối với lại quy luật di truyền chọi chỉ nhiễm sắc thể giới tính ít thì nó di truyền theo dạng dòng, bởi vì nó là gen chọi, các thế hệ đều sẽ có người bị, và đương nhiên nó liên kết với nhiễm sắc thể giới tính ít cho nên nó có phân biệt giới tính. Nếu bố bị bệnh thì con gái bị bệnh, bởi vì đây là di truyền chọi thì bố sẽ cho con gái ít a lớn, thì dù mẹ như thế nào thì con gái nhận ít a lớn thì con gái cũng sẽ bị bệnh. Trong khi đó nếu mẹ bệnh thì cả con trai và con gái đều bị bệnh. Trong đối với lại quy luật di truyền lặn nhiễm sắc thể X thì nó hơi lạ xíu, nó di truyền theo dạng chéo. Dạng chéo có nghĩa là nếu bố bị bệnh thì con gái đó sẽ là người lành mang gen bệnh, bởi vì đây là quy luật di truyền lặn mà, thì bố là ít a nhỏ, thì như vậy con gái nếu mẹ bình thường mẹ cho con gái ít a lớn thì con gái sẽ là ít a lớn ít a nhỏ, thì lúc này con gái chỉ là người lành mang gen bệnh dị hợp tử thôi. Còn cái trường hợp này mới là quan trọng, là mẹ là người lành mang gen bệnh thì con trai sẽ bị bệnh. Tại sao vậy? Vì con trai không cần sự tổ hợp của hai alen, con trai chỉ cần nhận một nhiễm sắc thể ít ít a nhỏ từ mẹ thôi là con trai đã bị bệnh rồi. À, do đó di truyền lặn nhiễm sắc thể giới tính ít không phải là quỷ con trai mới bị bệnh đâu, con gái vẫn có thể bị bệnh, nhưng mà con trai dễ bị bệnh hơn, bởi vì nó không cần cái đồng hợp lặn, nó chỉ cần một nhiễm sắc thể giới tính ít bị đột biến mà thôi. Chính vì vậy mà chủ yếu lặn mà liên kết nhiễm sắc thể giới tính ít thì cái tỷ lệ nam bệnh sẽ nhiều hơn, dễ bệnh hơn. Quy luật thứ năm là liên kết với nhiễm sắc thể giới tính Y, thì cái này nó cũng đặc biệt, tại vì Y thì chỉ có nam thôi, cho nên là chỉ có bố truyền cho con trai thôi, nữ không có bị. Còn quy luật di truyền ti thể như vậy cái gen này nó nằm ở trong tế bào chất, và tế bào chất là tế bào trứng và sau này nó cũng chính là tế bào chất hợp tử luôn. Như vậy nếu mẹ bị thì trứng của mẹ bị, hợp tử bị và những đứa con sẽ bị hết. Như vậy thì nó sẽ chả phân biệt trai hay gái gì cả. Mẹ bị thì tất cả các con đều bị. Liên kết với nhiễm sắc thể giới tính Y và di truyền ti thể đó thì mình không có phân biệt chọi hay lặn. Cho nên ở đây mình chỉ lấy một cái ví dụ tượng trưng thôi. Ví dụ đây mình lấy cái Y thì mình lấy là chọi, hoặc là cái phần ti thể thì mình lấy lặn. Sau khi mà mình đã học về cách phân loại nên biết được là những cái bệnh đó thuộc về cái quy luật di truyền gì rồi, mình ôn tập cái dấu hiệu nhận dạng trên cây gia hệ rồi, thì một cái phần cũng rất nhức đầu đó là mình lựa chọn kỹ thuật nào. Thì thật ra việc lựa chọn kỹ thuật nó cần có sự hiểu về nguyên lý hoạt động của kỹ thuật đó. Thì ở đây chúng tôi giới thiệu bốn cái kỹ thuật, đó là PCR cổ điển, real time PCR, giải trình tự thì nó có hai loại ha. Đây là cái giải NGS là giải trình tự thế hệ mới, còn cái SGS là giải trình tự Sanger, và cái cuối cùng là cái live phân tử FISH. Thì thật ra cái bản chất của nó đó, giữa cái PCR và cái real time PCR, nó đều là cái việc mô phỏng các phản ứng nhân đôi qua ADN, có nghĩa là nó cần một cái mạch khuôn và sẽ tổng hợp cái DNA dựa trên cái mạch khuôn đó. Nó chỉ khác là cái real time PCR nó có thể đo lường được cái số lượng sản phẩm tạo ra theo đơn vị thời gian, bởi vì nó sẽ có cái tín hiệu hình quang phát ra. Cái giải trình tự gen Sanger và cái giải trình tự gen thế hệ mới thì nó khác nhau như thế nào? Nó khác nhau ở chỗ là cái giải trình tự gen Sanger này thì nó sẽ tổng hợp các cái DNA có cái chiều dài khác nhau nhờ cái chất chống biến chủi, một cái chất chống biến chủi. Chính vì những cái DNA này nó có cái chiều dài khác nhau cho nên nó cần phải trải qua một cái công đoạn tiếp theo là phải điện di cái những cái DNA này. Trong khi đó real-time PCR thì nó không có chuyện đó, bởi vì nó có tín hiệu hình quang cho nên nó sẽ đo cái số lượng sản phẩm tạo ra theo thời gian. PCR cổ điển cũng sẽ có cái giai đoạn tiếp theo, đó là cái phần điện di luôn. Như vậy thì cái
giải trình tự Sanger này nó cũng sẽ có một chút xíu gì đó hơi hơi giống với PISA cổ điển, và nó cũng lai một chút xíu với real time PISA bởi nó cũng có một chất phát hình quang để đọc tên cái nucleotide tiếp tận cùng với chuỗi. Giải trình tự gen NGS thì nó hiện đại hơn, nó sẽ cần tạo ra tập hợp mỗi thư viện. Cái thư viện này nó sẽ tập hợp đầy đủ tất cả những đoạn DNA ngắn luôn, bởi vì cái mục đích của cái giải trình tự gen mà thế hệ mới NGS này là nó sẽ cố gắng tập hợp đủ các đoạn DNA ngắn để có thể phủ hết toàn bộ các cái vùng cần giải trình tự. Như vậy NGS nó sẽ mất thời gian hơn với Sanger rất là nhiều. À, tuy nhiên cái độ chính xác nó sẽ cao hơn, độ đặc hiệu của nó sẽ cao hơn rất nhiều so với lại cái giải trình tự gen Sanger và những cái PCR của chúng ta. Và cuối cùng là cái lai phân tử FISH này thì nó cũng sẽ sử dụng cái hình quang, nhưng mà nó chỉ bắt cặp với một cái đoạn axit nucleic thôi, một đoạn thôi ha. Và cái phản ứng này á thì nó có một cái ưu điểm hơn, đó là nó sẽ xảy ra trên chính tế bào, nó không có mất nhiều cái quy trình, ví dụ không cần phải ly chít ra cái DNA giống như là cái PCR chúng ta. À, như vậy đó là cái phân biệt về cái nguyên lý cơ bản nhất của năm cái kỹ thuật này. Trong cái buổi ôn tập số 4 về các kỹ thuật di truyền đó thì chúng tôi sẽ nói tiếp cái phần tiếp theo là các cái bước tiến hành những kỹ thuật này, rồi chúng tôi sẽ nói cho các anh chị nghe cái ưu điểm, cái nhược điểm của những kỹ thuật này như thế nào. Còn bây giờ để chúng ta có thể áp dụng nó cho bài bằng di truyền đơn gen đó thì mình chỉ cần hiểu được cái nguyên lý và cái bản chất của năm cái kỹ thuật này như thế nào là được rồi ha. Bây giờ chúng ta quay lại với cái câu hỏi lúc nãy khi mình nói về cái bệnh hemophilia. Thì cái bệnh hemophilia nó liên quan đến một cái đột biến của gen gọi là gen F8. Gen này thì nó gồm có 26 exon. À, nó sẽ mã hóa một cái RNA thông tịch và từ đây nó hình thành nên nó dịch mã nên một cái protein. Thì cái vấn đề quan trọng nhất để mình có thể lựa chọn được một cái kỹ thuật di truyền thích hợp đó, đó chính là cái mình phải hiểu được những cái đột biến này nó đang hiện hữu. Mình cần phải biết được cái trình tự gen mà mình cần nhắm đến. Như vậy thì phải có một cái thông tin, những nghiên cứu đi trước. Ví dụ trong trường hợp này chúng ta biết là cái đột biến gen F8 gây bệnh hemophilia nó có những cái loại đột biến gì. Nó có thể có đột biến điểm nè, đột biến đảo đoạn nè, đột biến mất đoạn. Như vậy mình nhận xét gì về cái dạng đột biến của gen F8 của hemophilia? Nó có một sự đa dạng các cái loại đột biến khác nhau và nó có tới 26 exon lận. Như vậy cái những cái khả năng đột biến nó sẽ rất là nhiều, và để mình có thể giải được hết, mình phát hiện được hết tất cả những cái đột biến của gen F8 ở cả 26 exon cho cả ba cái loại đột biến luôn, đột biến điểm, đột biến đảo đoạn, đột biến mất đoạn, thì mình không thể nào sử dụng những kỹ thuật như là PCR được. Bởi vì những kỹ thuật PCR thì nó chỉ có tập trung vô một cái đoạn trình tự DNA nhất định mà thôi, hoặc là kỹ thuật FISH, lai phân tử FISH thì nó cũng chỉ tập trung vào một cái đoạn nhỏ của đoạn trình tự nucleotide thôi. Trong khi đó cái đặc điểm của đột biến của bệnh lý này là nó đột biến rất nhiều kiểu, nó không chỉ đột biến điểm mà nó còn cả những cái đoạn lớn, đảo đoạn, mất đoạn, và cái điều quan trọng là nó có quá nhiều cái kiểu đột biến trong cái gen F8 này. Chính vì như vậy để lựa chọn kỹ thuật tối ưu nhất, mình có thể khảo sát được toàn bộ tất cả cái đột biến luôn, thì bắt buộc mình phải sử dụng kỹ thuật giải trình tự gen. Giải trình tự gen thì người ta sẽ sử dụng khoảng 20 đến 40 cái cặp mồi để có thể khuếch đại được cả 26 cái sông này, và người ta sẽ giải trình tự theo cả hai chiều như thế này để có thể bắt được hết toàn bộ các cái đột biến ở cả 26 cái sông như thế này. Thì đây là một cái ví dụ để mình có thể nhìn thấy được cái kết quả của một cái giải trình tự gen ở một cái exon trong 26 exon đó. Ví dụ như người ta phát hiện ra một trong 26 exon đó xảy ra một cái đột biến, thì bây giờ mình sẽ so sánh. Ví dụ người bình thường thì cái vị trí này nè, cái vị trí mỗi một cái đỉnh như vậy là nó tượng trưng cho một cái nucleotide tận cùng, thì nó sẽ phát ra cái tín hiệu hình quang và máy nó sẽ bắt được. Như vậy thì mình thấy là ở giữa hai cái đỉnh màu đen và màu đỏ này là cái đỉnh màu xanh, đó là người bình thường. Chị gái của bệnh nhân này cũng có cái đỉnh màu xanh dương ở giữa đỉnh đen và đỉnh đỏ luôn.
Đây cũng là bình thường luôn, nhưng mà hãy xem với mẹ của bệnh nhân và bệnh nhân thì rõ ràng là giữa cái đỉnh màu đen với đỉnh màu đỏ nè, biến mất cái đỉnh màu xanh dương rồi. Ở mẹ bệnh nhân cũng như vậy luôn à, giữa màu đen với màu đỏ là cũng biến mất cái đỉnh màu xanh dương luôn. Như vậy đây là một cái đột biến mất điểm, hay một cái đột biến mất điểm, mất đi một cái nucleotide tại cái vị trí đó. Như vậy thì dựa vào cái giải trình tự gen, chúng ta có thể phát hiện được tối ưu tất cả các kiểu đột biến trong cái trường hợp của gen F8. Như vậy thì để lựa chọn được kỹ thuật thích hợp, chúng ta cần phải nắm được hai yếu tố. Thứ nhất là mình phải hiểu được cái nguyên lý hoạt động, cái bản chất của kỹ thuật đó là cái phản ứng gì. Thứ hai là mình còn phải biết được cái đối tượng, cái đích nhắm đến của cái bệnh lý di truyền đó là cái gen nào. Cái gen đó hay những nghiên cứu nó thường xảy ra những cái loại đột biến gì. Và từ đó mình sẽ lựa chọn dựa trên cái đặc điểm của cái di truyền mà mình muốn nhắm đến. Những cái đột biến, những cái gen nào mà nó có nhiều loại đột biến xảy ra trên nhiều exon thì mình không thể nào lựa chọn những cái mà nó tập trung vô một cái trình tự ngắn, ví dụ BCA hoặc là lai phân tử được, mà mình cần phải giải toàn bộ cái trình tự gen luôn để có thể tối ưu nhất phát hiện được hết tất cả những cái đột biến ở cái gen đó. Như vậy thì đến đây mình có thể dễ dàng giải được hai câu này ha. Hemophilia hồi nãy trong cái bảng phân loại đó, nó thuộc về di truyền lãng và nằm trên nhiễm C với tính X. Còn cái câu này người ta có một cái đoạn dẫn để cho chúng ta hiểu được cái cơ chế phân tử đó của bệnh này là đột biến GF8, và cung cấp luôn cho mình biết là cái đột biến này nó thường có những cái kiểu gì và cái nó sẽ hiện diện trên những cái sông như thế nào. Nó tới 26 sông lận và cái kiểu đột biến nó lại rất nhiều chứ không chỉ đơn thuần là đột biến điểm. Như vậy kỹ thuật tối ưu nhất để mình có thể phát hiện được tất cả các đột biến luôn đó là mình phải giải trình tự gen. Như vậy là chúng ta đã minh họa cho các bạn thấy được những cái vấn đề quan trọng, phức tạp, và đó là những cái điều mà trong khóa học lần này chúng tôi sẽ gửi gắm đến các anh chị. Làm thế nào mà chúng tôi sẽ giúp các anh chị có thể cô đọng lại những cái kiến thức khó hiểu một cách ngắn gọn thôi, đơn giản nhất có thể, để cho chúng ta có thể kịp thời mình có thể tổng môn, mình có thể hệ thống hóa lại toàn bộ kiến thức của bốn môn cơ sở trong cái giai đoạn nước rút này. Và như chúng ta biết thì bốn môn cơ sở giải phẫu, sinh lý, hóa sinh, di truyền là bốn môn chiếm một cái tỷ lệ quyết định khá là quan trọng trong cái kỳ thi nội trú lần này của chúng ta. Đến đây thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Rất hy vọng sẽ gặp lại tất cả các bạn sinh viên trong khóa học tổng môn bốn môn cơ sở lần này của BV. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.